là một người đẹp như Minh Phương mà không quan tâm thì còn ra cái giống đàn ông gì nữa. Cháu bây giờ là loại hoa hậu bỏ đi rồi. Bỏ là bỏ thế nào? Đêm nào anh cũng nằm mơ thấy em đấy. Anh có một nguyên tắc bất di bất dịch, đó là không gọi nhau bằng chú cháu. Lối xưng hô đó giả dối lắm. Đồng ý không? Để em giúp anh. Đấy, cứ thế này có phải là gắn bó bao nhiêu? Em xin phép. Vụ này bà ấy chi bao nhiêu? Nếu ăn dưới 10 năm, ông có 50 ngàn. Tạm được. Nhưng tôi muốn ông thiết kế cho tôi với em hoa hậu này một buổi. Được không? Tôi cho ông số di động của nó. Ông tự giao dịch. Tôi sẽ tác động thêm. Chắc cũng không khó. Sao? Ông hiểu nó rồi à? Thì ông còn lạ gì đám gái đẹp này. Nó cũng có một thời ngang dọc lắm. Tôi có việc đột xuất phải đi. Hai người cứ ngồi với nhau, rồi lát Phương đưa anh Toàn về nhé. Dạ vâng ạ. Có gì hai anh em cứ trao đổi với nhau cho thoải mái. Người đẹp như em thế này chắc hát hay lắm nhỉ? Em có biết hát gì đâu. Em mà hát mọi người bị tay hết. Thôi đừng khiêm tốn như thế nữa. Thôi bây giờ thế này, việc của Lâm anh lo. Anh tuyên án luôn 6 năm tù. Được chưa? Em cảm ơn anh. Em có bàn tay mềm mại và ấm quá. Còn bây giờ anh muốn mình đi thư giãn một chút. Anh muốn nghe giọng hát của em. Chúng mình cùng đi nhé. Anh đến trước đi rồi gọi cho em. Đi hai người, nhỡ bà chị bắt gặp thì em chết. Được, anh đi trước nhé. Anh biết có một chỗ hay lắm. Từ đây ra đấy chỉ 5 phút đi xe thôi. Anh đi trước nhé. Hôm qua đi được việc chứ? Về sớm. Sao? Con tắt điện thoại di động à? Là vì con đánh rơi máy. Thế là con không sao gọi được nữa. Chồng mình nằm trong tay người ta. Họ cho thêm 1 năm tù, 1 ngày tù cũng là khổ. Mà bớt đi cho 1 ngày cũng là bớt đi bao nhiêu cơ cực. Cho nên có phải dịu ngọt, có phải chiều chuộng người ta một tí thì cũng là vì người nhà mình. Xem tắt đèn ấy, cứ bảo chị dậu thương chồng. Thương chồng mà không dám hy sinh thân mình để cứu chồng, mà lại đem bán con. Thử hỏi như thế có được không? Con hiểu ý mẹ muốn con làm gì. Con sẵn sàng ngủ với bất cứ gã nào nếu như giảm được án cho anh Lâm. Nhưng để ngày mai con hỏi ý kiến anh ấy đã.